bổ sung các chất nào để góp phần nâng niu cho làn da của bạn? Em chào bác sĩ. Bác sĩ có thể chia sẻ cho mọi người biết muốn có làn da đẹp cần bổ sung các chất nào không ạ? Muốn có một làn da đẹp thì ngoài việc mà mình chăm sóc tốt bề mặt da, chúng ta cần bổ sung một số các chất để nuôi dưỡng bên trong cơ thể nữa nhé. Đầu tiên là vitamin tổng hợp và khoáng chất. Điều này thì có thể bổ sung qua các chất dinh dưỡng còn thiếu bằng việc chúng ta ăn uống hàng ngày. Thứ hai là kẽm. Vì việc thiếu kẽm thì nó sẽ khiến lỗ chân lông của chúng ta kém thông thoáng và rất dễ mọc mụn. Tiếp theo là vitamin E. Nó có tác dụng chống lão hóa và góp phần khiến làn da của bạn căng bóng hơn. Thứ tư là vitamin C. Tác dụng của nó là nâng tông da sáng hơn. Thứ năm là tổ hợp vitamin B. Nó thúc đẩy chuyển hóa chất béo và kiểm soát dầu, tác dụng rất tích cực trong việc điều trị mụn nữa. Nếu bình thường em ăn uống đầy đủ chất thì còn cần bổ sung gì không ạ? Nếu hàng ngày em ăn uống đầy đủ các chất dinh dưỡng, nó có thịt, cá, hải sản, rau củ, hoa quả đa dạng thì em cũng không cần thiết phải uống bổ sung đâu. Nhưng mà nếu chế độ ăn của em nó bị mất cân đối này, thường xuyên ăn đồ ăn nhanh và thường xuyên phải thức khuya, thời gian làm việc dài thì lúc này nên căn cứ theo tình trạng của mỗi người để bổ sung các chất cho phù hợp nhé.